Khi bánh răng A xoay theo chiều mũi tên, bánh răng nào sẽ xoay cùng chiều với bánh răng này? Xin mời những câu trả lời của các bạn thí sinh. Cả bốn bạn đều có chung đáp án là hình C. Nếu như chúng ta lần lượt xét chiều xoay của các mũi tên từ 1 đến 5, thì ta thấy chiều xoay của bánh răng D sẽ mâu thuẫn với chiều xoay của bánh răng A, tức là hệ thống bánh răng này không hoạt động được. Chính vì thế là cũng sẽ không tồn tại một bánh xe nào mà xoay cùng chiều hay là khác chiều với mũi tên A cả. Một câu hỏi khá khó và không có bạn thí sinh nào đã trả lời chính xác.